Mình về vườn cũ giúp cá già hết trơn. Mình bẻ cái này về nhà mình nhặt. Cái chỗ hôm trước mình cắt thì hôm nay nó lên lại cây nhỏ nè. Còn những cái mình để lại thì hôm nay nó ra hoa. Nhưng mà bẻ nó giòn lắm nha, bẻ dễ lắm. Ba tê ý khô là nuôi ba tí sao? Dạ. Ồ, bẻ cái thân nó giòn quá ta. Mà trước giờ mình không biết, mình cứ phải